chỉ là gia vị ngon miệng trong nhiều món ăn hàng ngày mà còn là dược liệu sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền Á Đông. Tía tô có vị cay, tinh ngấm, mi vào hai kinh phế và tỳ. Do vậy, tía tô rất hữu ích với người bệnh gút, dạ dày, phong hàn, cảm mạo, mụn nhọt, mẩn ngứa, mề đay. Làm đẹp, giữ ấm cải thiện da khô nám và làm trắng da hiệu quả. Theo nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ Tsutomu Nakanishi, Masatoshi Nishi, Akira Inada, Hiroshi Obata, Nobukazu Tanabe thuộc khoa dược Đại học Setsunan, Hirakata Osaka và phòng nghiên cứu phát triển Gold Limit, Aibae, Kyoto, Nhật Bản. Cùng với việc so sánh tác dụng của tía tô với 143 loại dược liệu, các nhà khoa học đã đi đến kết luận cây tía tô Nhật giống Perilla fructescens có tác dụng ức chế mạnh nhất enzyme sartan oxidase, có hiệu quả như sử dụng thuốc allopurinol trong điều trị hạ acid uric cho bệnh nhân gút. Công ty cổ phần đầu tư Akina Đông Á cùng với sự hỗ trợ của các đối tác Nhật Bản đã đầu tư nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm bột tía tô Akina được chọn lọc nguyên liệu từ giống tía tô fructescens và crispa từ Nhật Bản, có hương vị và dược tính tốt nhất, được trồng và chăm sóc theo quy trình canh tác hữu cơ không hóa chất tại vùng chuyên canh dược liệu và chế biến theo đúng quy trình của đối tác tại Nhật Bản, nên tía tô giữ nguyên được hàm lượng tinh dầu và hoạt chất, phát huy hiệu quả trong hỗ trợ điều trị một số bệnh phổ biến, đặc biệt là bệnh gút. Sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư Akina Đông Á chúng tôi thì tập trung theo hướng thiên về những sản phẩm thuần tự nhiên. Sản phẩm bột tía tô Akina là sản phẩm liên kết với đối tác Nhật Bản, cái nguồn nguyên liệu sạch và chúng tôi công nghệ Nhật Bản nên là rất là yên tâm trong quá trình chế biến cũng như là bảo quản sản phẩm. Và sản phẩm này cũng đang được thị trường đón nhận hết sức nồng nhiệt. Bột tía tô Akina đã có mặt tại nhiều đại lý và cửa hàng thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền và xác nhận phù hợp tiêu chuẩn của Bộ Y tế.